Coi anh chị cô bác mua dép giùm em ủng hộ em nhanh nhanh đi cho hết cái đống dép này đi ra em xử cô nhỏ này luôn mới được. Trời ơi đời nào người ta lan chim bán hàng mà đứng ngoài nó ghẹo hoài vậy đó hết đùa xúc xích tới chọc ghẹo không tháo ra cho ăn đi thôi đi. Và đứng ở đó bày đặt cái ghẹo tới ghẹo lui hoài ai mà chịu nổi. Tao mà tắt cái phim lại này một phát một ha tao cắn má mày nhìn mày không ra luôn cho mày biết. Ở đó mày ghẹo tao mày coi chừng tao đó một chút xíu nữa đi mày sẽ biết cảnh nha con. Vì sao đứng biển lại mặn nha rồi nè mày tán tao thử một cái đi chúng tao một cái đi rồi mày biết cái cảnh mày ở đó mày khỏi hù tao mày tán chút cái mỏ tao thôi con kia tao cho cái quần mày thành cái quần què luôn bữa nay mày tán tao thử một cái đi mày khỏi hù tao ở đây nè mặt tao nè mày tán trúng một cái coi mày đó hả mày chạy đâu mày chạy mày nhắm mày thoát khỏi được cái shop này với tao không khu vực này là tao để tao nắm mày chạy tao cắn vô cái giò mày nè đè cho mày vừa nha con éo ơi vui